Hello anh em, thì hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2023 nha anh em. Thì hôm nay thì tiếp tục thì em sẽ lên clip cho anh em. Thì cũng giống như đây nè anh em. Đó, thì hôm nay thì em tiếp tục em vừa hẹn thêm nữa cho anh em luôn. Đó, thì em vừa than nha. Đó, than với lại đất con. Ở đây thì em đang có là 4 thùng. Đó, là 3 thùng dưới là than nha, than bổi nha anh em. Còn ha, 1 thùng trên là đất con. Đó, thì em về thêm đất con nữa cho anh em luôn. Thì than ngày hôm qua thì em bán thì đây nè, đó, ngày hôm qua em đăng lên cho anh em á, là em có thì tầm khoảng 70 con anh em đó, nhưng mà ngày hôm qua em bán thì còn đỡ hai mấy, gần 30 con đấy, em còn khó bán với 40 con thôi. Đây, cái đây là bên đây nè, đó, bên đây rồi, bên đây nữa nè, đó, bên đây thì anh em thấy không, nó bắt đầu nó đã trống cái hàng dưới rồi nè, anh em thấy không. Đó, thì hôm nay thì tiếp tục thì em nhập về tiếp đất của than bỏ cho anh em luôn. Đó, đây em về thêm 30 con nữa nha, 30 con nữa nha anh em. Đó, cái này là còn nguyên ấy luôn nha. Đó, thợ em nó rửa vô nè, em chưa khui luôn nè, anh em thấy không, chứ không phải mà em bán không được cái em bỏ lại vô thùng rồi xong rồi em đóng rồi xong rồi em quay rồi em đăng lên lại cho anh em đâu nha. Nè, anh em thấy không, đây là chưa khui luôn nè, dấu ăn keo còn mới luôn nè, anh em thấy không. Đó, rồi ok, thì anh em đón chờ em nha, thì em ra con nào mà đặc sắc thì em sẽ quay lại cho anh em nha anh em. Rồi ok anh em, thì than bổi em bán đồng giá nha, 250 một con. Than bông cũng vậy, một bông hay là hai bông thì em vẫn bán 250, nhưng mà ba bông thì tầm khoảng 500 nha anh em, tùy theo cái số lượng bông, trên ba bông thì em mới tính gọi là bông, còn một bông hai bông thì nó cũng bình thường, em cũng bán giá 250 luôn cho anh em. Thì anh em đón chờ clip em sẽ ra than cho anh em nha, con nào đặc sắc thì em sẽ quay kỹ lại cho anh em. Rồi ok anh em, con than bổi em ra nha anh em. Đó, con này anh em, con này thì nó hơi ngắn đòn xíu anh em, nhưng mà nó đầy đặn, bỏ vai ngực có nha, mặt cũng rất là dữ chim luôn nè. Đó, rồi ok anh em, thì con này em sẽ bỏ lồng số 35 nha anh em. Đây, mặt rất là đẹp luôn anh em. Đó, móng mỏ rồi, ok nè. Đó, anh em nhìn cái mặt của nó nè, dữ ghê không. Rồi lồng này thì, con này thì em bỏ lồng số 35 nha anh em. Anh em không, mới vừa thả ra lồng mà nó khè khí thế luôn nè anh em. Đó, thì tại ở trong đây thì em không có đủ á, em đang bị full lồng á anh em. Đó, nên em ra ngoài lồng lớn riêng nè. Đó anh em không, mới vừa thả ra mà đánh đuôi nó giật xòe nó khè nè. Đó, thì than thì anh em cũng biết rồi, than thì em xưa giờ là làm là số lượng rất là nhiều, lợi hàng rất là ok. Đó, rất là nhanh chơi. Đây cái con này anh em, cái con này rất là nhanh chơi luôn nè. Anh em mới thả ra nè anh em. Đó, thì để em bắt riêng nha, bắt riêng con này ra em thả vô lồng 40 nha anh em. Đó, rồi ok anh em, trục một con bổi nha anh em. Đó, rất đẹp luôn, bộ thì tương đối to anh em, mặt đậu xạ nè, mặt rất là dữ chiên luôn nè anh em. À, anh em thấy không, mặt cái dữ ghê luôn á. Đó, mặt rất dữ luôn nha, đậu xạ nha anh em. Rồi ok, thì con này em bỏ là lồng số 45 nha anh em, 45 nha. Đây ok anh em, đây là tiếp tục một con hàng rất là đẹp nha. Con này thì em đo là được 212 nha, từ đầu cho tới đuôi nha anh em. Tại cái tai của em á, tai của em rất là to, tại em hơi cao to anh em, nên cái tai của em nó to nên cầm con chim thì anh em thấy nhỏ, nhưng mà thực chất thì con này thì rất là dài nha anh em. Con này dài là 212 luôn nha. Đó, mặt cũng rất là dữ chim luôn nè anh em. À, đầu xà nè, mặt dữ nè anh em. Rồi ok, thì con này em bỏ là lồng số 30 nha anh em, 30 nha. Rồi. Ở đây anh em, tiếp tục ngày hôm nay tổ đãi nữa anh em ơi. Được một con bông nữa nè. Đó, bông ở dưới mép nè anh em. Một cộng nha. Đó, thì con này thì em cũng bán giá bình thường luôn là 450. Nhưng mà con này rất là đẹp anh em, bộ dài nè, mặt rất là dữ chim luôn anh em. Em thấy dài ghê không, tại do cái tay của con này nó nhỏ nên cái tay của em bự cho bá. Đó, rồi ok, thì con này em bỏ lồng số 25 nha anh em. Ok anh em, tiếp tục một con hàng đẹp nữa nha anh em. Thì con này nãy em ra em bắt là nó phân cái phần lông đuôi của nó anh em, nó dính phân rất là nhiều, nhưng mà con này nó xè rất là ghê anh em. Nó xè bản bự là xè hết đuôi luôn anh em. Mặt nó cũng rất là dữ chim luôn nè. Đầu xà nè anh em, thấy không? Đó. Con này nó xè hết đuôi luôn, nhưng mà tại vì do em rửa phân của nó anh em. Đó, em rửa nên cái giờ nó tớp lại nó không có xè, nhưng mà con này xè rất là đẹp nha anh em.
Đó thì con này em bỏ là lồng số 20 nha anh em, 20 nha. Đây, anh em nhìn cái bảng đuôi nó cũng còn rất là to nè. Dù mặc dù nó ướt cũng rất là to nha. Lồng số 20 nha anh em. Tục một con hàng dài nữa nha anh em. Con này thì em đo thì được 22 nha anh em. Đó, đo là từ phần đầu nè cho tới phần đuôi nha. Đo bình thường nha anh em, không đo kéo nha. Đó, đo kéo thì con này chắc là khoảng 23 mấy luôn á anh em. Đó thì con này thì mỏng lông nè anh em. Đó, anh em mình đó, mặt thì cũng tương đối ok. Đây, ở đây nhìn mặt nè, mắt thì nó hơi lộ xíu thôi. Nhưng mà mặt thì đầu xà rất là dữ chim luôn. Rồi con này em bỏ lồng số 15 nha. Tục hôm nay nữa, hôm nay hàng về rất là đẹp luôn anh em. Đây, con này đây anh em. Bộ to nha, nhưng mà con này mẫu hót thôi nha anh em, chưa phải mẫu đá nha. Đó, mặt rất là đẹp luôn à. Đây, mũi thông nha, đầu xà nha anh em. Đây, con này cầm vô là một cục luôn anh em. Đó, rồi con này thì em bỏ lồng số 10 nha anh em, lồng số 10 nha. Anh em tiếp tục là con hàng quả hộ hót đẹp nha anh em. Con này thì đầu xà nè anh em, mặt rất là dữ luôn nè. Đó, con này thì cầm vô tương đối thì ok. Đó, và cái tay em hơi to anh em, nên cầm thì nhìn con chim nó hơi nhỏ, nhưng mà ở ngoài thì nó hơi to nha. Đó, nhưng mà mẫu hót thôi nha anh em, chứ chưa phải mẫu đá. Thì cái lô này nãy giờ em ra thì chưa được con nào mẫu đá anh em. Đó, rồi con này thì em bỏ lồng số 5 nha anh em. Rồi anh em, thì sau khi em ra chim anh em thì em quay cho anh em nha. Thì hôm nay thì nói chung thì than ở cửa hàng em đếm sơ sơ qua thì còn khoảng tầm 7 mấy, gần 80 con anh em, rất là nhiều luôn. Thì mấy con mà nãy em ra anh em, mấy con mà nói chung thì mẫu tương đối đẹp hả, ok. Với lại có được một con bông thì em cũng có quay cho anh em á, em có bỏ vô số lồng, số lồng đó em đánh riêng á, em báo số lồng trên đó cho anh em luôn. Thì anh em bắt số nào thì anh em cứ báo em nha. Còn nếu mà anh em nào mà ở gần em á thì cứ qua lựa thoải mái. Còn anh em nào mà ở xa, ở tỉnh á mà không tới lựa được á, hoặc như thế nào đó, hoặc ở Sài Gòn mà bận công việc gì đó, thì cứ báo em nhờ em sẽ lựa giùm cho anh em thôi. Thì than bổi thì em bán đồng giá cho anh em nha, là 250 một con. 250 một con thì đợt này về cũng rất là đẹp anh em. Đó, hiện tại thì tiệm của em ở đây thì nó đã full hết tất cả các lồng rồi. Đây là anh em thấy không, bên đây cũng full luôn rồi nè. Đó, bên đây cũng full luôn. Bên đây thì nhốt họa mi thì em full luôn. Rồi thì em ra rồi lồng lớn ngoài đây. Đó, không đủ mấy cái lồng nhỏ anh em, nên em ra lồng lớn đây nè. Đó, anh em thấy không. Thì anh em tới anh em cứ bắt, thích bắt đầu bắt. Đó, hết mà vô con nào vô mẫu của anh em thì anh em cứ bắt thôi nha anh em. Đó thì chứ không phải là mấy con ngoài đây mà hàng đẹp rồi xong rồi em để riêng ngoài đây em bán hàng xấu trước đâu nha anh em. Anh em cứ tới lựa thoải mái. Đó, thích lồng nào thì cứ bắt lồng đó, em cho bắt thoải mái hết. Em không có quan trọng là cất hàng đẹp rồi để cho khách quen hay là khách mối hàng đẹp. Đó, ai tới trước thì bắt trước, ai tới sau thì bắt sau thôi. Chứ em không có ưu tiên để tạo tính công bằng cho anh em luôn. Đó thì than bỏ nha anh em, 250 một con, 250 một con nha. Ở ngoài đây thì em ước tính sơ bộ thì tầm khoảng 20 con anh em. Còn trong đây thì 7 mấy con, 6 mấy, 7 mấy con đó anh em, rất là nhiều luôn. Thì anh em cứ qua lựa thoải mái. Còn mấy cái con mà nãy em ra lồng á, em bắt ra mà con nào mà có đặc điểm, có đặc biệt hay là tướng tá ok, mẫu đẹp hay là bông như thế nào đó thì em có quay lên cho anh em đó anh em. Đó thì anh em xem, anh em thích con nào thì anh em gọi cho em nha. Thì để em quay mấy con mà mẫu mà đẹp đẹp ta mới về đó thì cho anh em luôn đó. Còn nếu mà anh em mà lựa chưa được nữa thì cứ báo em, nhắn tin qua Zalo em thì em sẽ quay em gửi cho anh em nha. Thì hôm nay thì em cũng về thêm một ít đất con đó anh em, đó tầm hai mấy con đây nè. Đó thì hôm nay anh em hỏi em đất nằm ổ đó, thì nay em về đất nằm ổ nha. Thì em về được 25 con đất nằm ổ nha anh em. Đây anh em thấy không, nhiều anh em thích chơi loại đất nằm ổ á thì đợt này về rất là đẹp nha anh em. Đây cánh trắng nè, đó rất là nhiều luôn. Thì đất nằm ổ hay đất đứng kèo gì em cũng vẫn bán đồng giá cho anh em luôn nha, là 400.000 một con nha anh em. 400.000 một con thì chắc cả khoảng mà một đợt hai đợt nữa thì bắt đầu nó vô mùa rất là nhiều rồi đó. Đợt này về cánh trắng rất là nhiều nè anh em, rất là đẹp luôn. Thì anh em nào mà ở gần thì qua lựa.
Còn riêng đất này thì em chỉ ship quanh quanh khu vực Sài Gòn thôi nha. Còn ở tỉnh thì tầm khoảng tiếng rưỡi đổ lại thôi nha anh em, chứ không được hơn. Không được hơn thì em gửi vẫn được, nhưng mà nó chết thôi anh em. Nó về nó không chết nhưng mà nó yếu thì nó cũng tội cho anh em lắm. Đó. Rồi thì anh em thích bắt đất nằm mổ thì có đất nằm mổ nha. Còn mà thích đất lên kèo thì có lên kèo luôn. Đây nè, đất lên kèo thì em cũng còn tầm khoảng chục tám con đây nè, chục con mà sáng giờ anh em qua bắt hết 4 con rồi, có con trong lồng riêng rồi anh em. Đó, con này thì em tập tắm cho anh em luôn, anh em nào bắt con này bắt luôn nha, thì để đó em chèn cái clip tắm nó vô cho anh em luôn, cho anh em dễ chơi nha. Còn đất anh em thích lên đất đứng kèo, có đứng kèo, đứt kèo vẫn còn đúc được nha anh em. Đó, chứ không phải là đất chuyền nha anh em. Đó. Rồi, ok anh em, thì anh em xem anh em thích bắt mẫu màu mẫu nào thì anh em cứ báo em. Còn than thì cứ qua lửa thoải mái nha anh em. Rồi. Con lòng sáo sáo này cũng rất là đẹp nè. Than thì lúc nào em cũng về liên tục hết á. Tại vì hàng chủ yếu mặt hàng bên em bán là than với lửa rất là nhiều. Đó. Thì anh em thích qua anh em lựa thoải mái, cho anh em ngồi test thoải mái luôn. Đó, có con nào ok thì cứ bắt về. Còn không có thì anh em đợi đợt khác thôi. Mà 100 con, gần 100 con mà không lẽ anh em không lựa được con nào thì nó cũng hơi quá kỳ. Đó, rồi ok anh em. Than bổi 250 nha anh em. Rồi thì tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một con trà màu, con trà màu VIP nha anh em. Rồi ok anh em. Rồi hello anh em nha. Thân chào anh em, hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2023 nha anh em. Thì em lên clip này là không nhằm mục đích là bán chim nha, nhằm để chia sẻ kinh nghiệm nuôi đất con cho anh em nha. Kinh nghiệm này chỉ riêng mình em thôi nha, chứ không phải là của ai hết nha. Thì riêng em chơi thì đúc kết ra được như vậy. Thì đất con á, thì khi mà nó đã lên cầu á, đang tập mổ á, thì anh em bắt đầu tập tắm từ lúc này nha anh em. Thì anh em tập tắm nó thì anh em cứ kèm thêm một em nào mà tắm tốt á, chim khoe hoặc chim gì tắm tốt á, anh em kèm chung với nó giống như em trên clip này nè ha. Thì tập cho nó tắm. Thì anh em tắm là phải tắm mỗi ngày nha anh em. Tập tắm mỗi ngày. Đó, thì anh em cứ tập tắm giống như là em đang đi trên clip này nè. Thì rất là dễ thuần nha anh em. Sau này anh em rất là dễ tắm nha. Thì đất rất là khó khăn vấn đề tắm tháp nha anh em. Nên em lên clip này để chia sẻ kinh nghiệm cho anh em tắm nha. Thì anh em đặt như vậy thì bảo đảm anh em là nuôi lớn nên là bao anh em tắm ngon lành luôn nha anh em. Đó, anh em thấy nó tắm không? Tắm rất là tốt luôn nha anh em. Đó, thì anh em cứ coi con nào mà tắm dữ anh em kẹp kế bên nó. Đó, rồi anh em phải tắm mỗi ngày luôn nha. Ngày nào anh em cũng phải làm như vậy. Thì thời gian nó sẽ quen thôi, thì mai mốt anh em sẽ dễ tắm hơn thôi. Đó. Chim tắm thì rất là tốt luôn nha. Đó, em này đang tập tắm mới lắm lần đầu nha anh em. Mới cho tắm lần đầu nha. Mới ra lồng cho tắm lần đầu đó. Thì đã tắm vậy rồi nha. Thì anh em cứ tập từ từ nha. Đó, thì anh em cứ để cái lồng giống như vậy nè. Đó. Kẹp như vậy thì tự động nó qua nha. Nó không qua thì thôi anh em đừng đuổi nha. Cứ cho nó qua. Nó tắm được thì tắm, không tắm được anh em cứ đóng lại ha. Cứ dần dần ngày này qua ngày kia khoảng độ một tuần là sẽ tắm được thôi nha. Đó, sẽ tắm xong rồi tự động sẽ qua cầu lại nha anh em. Nó sẽ qua lồng lại nha. Rồi anh em phơi nắng rồi nên đem vô mát nha. Đó là kinh nghiệm của em nha. Rồi cảm ơn anh em. Rồi thì tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một con trà màu thiển nha anh em. Thì con này được một mùa mấy, gần hai mùa rồi. Giọng lịch cực kỳ phê nha anh em. Đó, thì con này về thái độ chơi rất là ok, chạy sàn cầu là đủ bốn mặt luôn nha. Nhưng mà con này có cái nết thì rất là hay anh em. Nếu mà anh em mua về mà chim mà để gọi đi thi á là ok nha. Thì con này thì cái con lồng bên trái anh em nhìn vô á đó, cái con bên đây là con chim mùa của khách gửi em á, khách em tới chơi á, thì cái con bên đây thì nó cứ chụp lồng liên tục để nó chụp đá anh em. Đó, nhưng mà cái con ở bên phải của em á thì nó không chụp đá, để lại nó chơi rất là tốt luôn, không bỏ mặt luôn, chạy là đấu là đủ bốn mặt luôn anh em. Đó, thì bình thường mấy con này thì anh em về anh em dọn lên để đi dọn rồi rất là ok, tại vì nó không có chụp với anh em, không có chụp chim đá, nó chỉ chơi thôi. Thì mấy con này thì anh em về anh em đi dọn và dọn đi thi rồi phát triển lên là rất là ok. Đó, thì con này thì được một mùa hơn rồi anh em. Đó, tướng tá thì mẫu trung chim thôi. Đó, mồng thì mồng đinh nha anh em, mồng đinh nha. Phóng bộ thì đầy đủ hết rồi anh em. Còn tập lỗi là em sẽ bao cho anh em luôn.
giọng là cực kỳ phê, anh em thấy không, thái độ chơi là rất là tốt luôn, cánh xè đuôi, bộ chơi cũng rất là đẹp luôn anh em. Không chụp luôn nha, thì anh em quay cái clip này cho anh em thấy nè đó, không chụp luôn nha. Rồi ok, thì con này em bán cho anh em á là 2 triệu nha anh em, giá này là chim không nha, không có lồng nha đó. Thì anh em nào mà thích á, thì cứ gọi số điện thoại của em, còn nếu mà thấy giá đó chưa ok hoặc là không thích á, thì anh em xem cho vui thôi nha anh em. Rồi ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip và ủng hộ em trong thuốc thời gian qua nha, xin cảm ơn anh em và xin chào anh em.